Xin chào anh chị, đã quay trở lại với Hoa Lan Di Phong anh chị à. Và trước màn hình chị đây là những cái chậu mà Dendro vàng chanh. Hoa nó có hương thơm nhẹ nha anh chị à. Nở một rừng hoa luôn. Vậy đây, nở rất là nhiều hoa luôn. Và ưu điểm của dòng này anh chị là một cái điều rất là xuyên hoa. Khi một chậu nè, anh chị thấy lên đều hết sức bình thường. Cao to, mã rần ra hoa, bụi lùm mã ra hoa. 2-3 vòi hoa là chuyện hết sức bình thường. Và dịp Tết này thì anh chị có thể là không thể nào bỏ qua đối với cái dòng Dendro vàng chanh này. Anh chị à, 3 chậu thì chỉ với mức giá là 185.000 thôi. 3 chậu đang vòi như thế này nè. Đây, đang nhú vòi nè. Nhú cho lát lá rất nhiều, rất là cao to, tầm khoảng là 2 gang tay em. Đang nhú vòi nè. Đó, thì anh chị nào muốn chơi đứng ngọn thì vẫn có đứng ngọn. Và hàng đang nụ vàng chanh này vẫn có đang vòi nụ anh chị. Chỉ cần anh chị để lại số điện thoại là 3 chậu vàng chanh, kèm theo số điện thoại, bên em sẽ gửi hàng đi cho anh chị anh gia. Hàng phải nói là cực kỳ đẹp luôn á. Một chậu toàn bộ là 2-3 vòi không nha anh chị. Anh chị thấy nó nở một lần là một rừng hoa như thế này này. Đó, em sẽ tuyển chọn cho anh chị những cái chậu bán. Đây, hình ảnh chậu bán nè.